Xin chào các bạn, Notion vừa có tính năng mới là chúng ta có thể cho hiển thị progress bar hoặc ring cho các property dạng số và công thức dạng số. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn 7 cách để ứng dụng tính năng này. Các bạn cùng xem với mình nhé! Dành cho các bạn lần đầu đến với channel Notion for Productivity, mình thường chia sẻ các hướng dẫn giúp bạn sử dụng Notion một cách hiệu quả nhất. Các bạn hãy nhấn nút theo dõi để tìm hiểu thêm nhé. Để tạo một ví dụ minh họa, thì đầu tiên mình sẽ tạo một database inline. Mình sẽ xóa cục task này đi. Đầu tiên mình sẽ tạo một number property. Tính năng này cũng có thể áp dụng cho các công thức dạng số, cho nên mình cũng sẽ tạo một formula property. Mình chọn prop number để khi nhập số vào cục number thì nó cũng sẽ hiện ở cục công thức. Mình sẽ gõ vài số để làm ví dụ. Để hiển thị bar hoặc ring thì mình sẽ vào edit property. Chúng ta có 3 cách để hiển thị là dạng số, dạng thanh hoặc dạng vòng. Bây giờ mình sẽ chọn dạng thanh. Chúng ta cũng có thể đổi màu của thanh này. Divide by sẽ mặc định là 100. Các bạn có thể chuyển qua con số khác. Cuối cùng các bạn có thể đóng hoặc mở toggle này để ẩn hoặc hiện các con số. Tương tự, chúng ta cũng có thể hiện con số ở dạng vòng. Với các cập nhật mới này, chúng ta không cần phải có những công thức quá phức tạp để hiện progress bar. Bây giờ thì các bạn hãy cùng mình xem cách mà mình sử dụng các progress bar này trong Notion nhé. Các bạn có thể lấy các template mà mình giới thiệu trong video này từ các đường link trong phần mô tả nha. Đầu tiên là template library. Mình sẽ lưu các cuốn sách mà mình đã, đang và sẽ đọc. Các bạn có thể duplicate miễn phí template này từ đường link phía dưới. Mình sẽ thêm vài properties như red pages. And total pages để theo dõi tiến độ đọc sách của mình. Cột thứ ba là cột công thức progress. Công thức này rất đơn giản. Các bạn chỉ cần lấy cột red pages chia cho cột total pages để công thức hiện số phần trăm và không có quá nhiều số lẻ. Thì mình sẽ dùng hàng round. Nhân 100, sau đó chia cho 100. Các bạn có thể chuyển number format từ number sang percent để hiện số phần trăm. Bây giờ mình sẽ nhập vài con số để các bạn hình dung nhé. Để nâng cao hơn một chút, thì mình muốn các cuốn sách nào có status là red hay đã đọc thì sẽ mặc định là hiện số 100%. Ở phần đầu công thức, các bạn gõ prop status bằng red thì hiện là 1. Các trường hợp còn lại thì sẽ dùng công thức khi nãy. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo progress bar trong template goals để theo dõi các mục tiêu. Trong bảng này, mình đã có hai cột là target và quarterly update. Các bạn có thể thấy cột progress bên trái
là các thanh progress bar cũ của mình. Bây giờ mình sẽ tạo thêm một cột progress mới. Thì công thức cũng tương tự khi nãy. Mình sẽ lấy cột quarterly update chia cho cột target, dùng hàm round nhân 100 và chia cho 100. Các bạn có thể chuyển number format từ number sang percent để hiện số phần trăm. Và mình sẽ đổi màu của các thanh này sang màu đỏ. Mình sẽ vào lại gallery view, ẩn các thanh progress bar cũ đi và cho hiện progress mới. Template thứ 3 mà mình muốn giới thiệu với các bạn là template Habit Tracker. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo công thức để theo dõi performance hàng ngày. Các bạn có thể thấy, mình theo dõi thói quen ở cả ba dạng là checkbox, multi-select và formula. Mình sẽ tạo một công thức tên là performance. Để chuyển checkbox thành dạng số thì các bạn có thể sử dụng công thức toNumber. Đối với các property dạng multi-select, select hoặc là text, các bạn có thể sử dụng hàm empty để check nếu property đó trống thì sẽ hiện số 0. Còn nếu property đó có giá trị thì sẽ tính là 1. Các bạn nhớ đóng ngoặc và mở ngoặc cho đoạn công thức này. Mình đang tính performance cho 7 loại thói quen, nên mình sẽ chọn Divide by 7 và mình sẽ đổi màu thành màu xanh nước biển. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem công thức hoạt động như thế nào nhé. Rất là ok đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ sang các view khác như là mood board để hiển thị thanh progress mới này. Các bạn click vào dấu ba chấm và properties chọn hiển thị performance. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một công thức time progress để hiển thị tiến độ thời gian cho từng ngày. Trong Notion, mỗi ngày sẽ mặc định bắt đầu vào lúc 12 giờ sáng. Mình sẽ dùng hàm date between để tính thời lượng giữa hai mốc thời gian. Ví dụ now là bây giờ và broad date là ngày tương ứng. Mình sẽ gõ minutes để công thức được cập nhật theo từng phút. Sau đó mình chia công thức này cho 1440, chính là tổng số phút trong một ngày. Mình sẽ cho hiển thị dạng bar màu tím và divide by, các bạn nhớ chuyển sang 1. Mình sẽ chuyển qua calendar view và cho hiển thị time progress này. Các bạn có thể thấy, với các ngày trước hôm nay thì thanh đã hiện full, còn với ngày hôm nay thì nó đã đầy khoảng 2/3. Tiếp theo là template projects mà mình dùng để quản lý dự án. Đây là công thức progress bar mà mình đang sử dụng hiện tại, mà mình đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo trong video kỳ trước. Với công thức này, chúng ta có thể hình dung số lượng công việc đã hoàn thành, số lượng công việc đang thực hiện, cũng như là số công việc cần làm. Các bạn hãy theo dõi video từ đường link phía trên để học công thức này nhé. Để theo dõi tiến độ công việc trong dự án thì các bạn cần tạo 3 role log là To Do In Progress và Complete từ Property Status.
các bạn xem hướng dẫn từ đường link phía trên nhé. Để hiển thêm bar hoặc ring cho số phần trăm thì các bạn chỉ cần vào Edit Property, chọn bar hoặc ring. Mình sẽ tạo thêm một bar view để hiển thị tiến độ cho từng dự án. Với tính năng mới, mặc dù chúng ta không cần công thức phức tạp, nhưng chúng ta cần hiện 3 properties cho từng trạng thái. Còn với công thức của mình, thì mình để nhóm cả 3 nhóm trạng thái vào trong cùng một dòng. Bạn thích loại nào, hãy để lại một comment bên dưới nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển qua Template Tasks, là template mình dùng để quản lý công việc. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một tiến độ thời gian cho một date range. Các bạn vẫn sử dụng hàm date between. Now star của prop due date. Các bạn có thể chọn hours hoặc minutes để cập nhật theo giờ hoặc theo phút. Nó sẽ tính tổng thời gian từ bây giờ trở về lúc bắt đầu công việc. Và chúng ta sẽ chia cho tổng thời gian của cả công việc cho tới ngày deadline. Mình cũng sẽ dùng hàm date between, nhưng tính từ thời điểm kết thúc công việc trở về thời điểm bắt đầu. Mình sẽ chọn màu tím, ẩn các con số đi và chọn dạng ring. Vậy là chúng ta đã hoàn thành một progress bar và một time progress trong template tasks. Các bạn có thể lấy template này từ đường link bên dưới nhé. Chúng ta còn có thể sử dụng các công thức nâng cao để tính tiến độ thời gian trong ngày, tuần, tháng hoặc năm. Tuy nhiên, các công thức này rất là phức tạp, nên nếu các bạn muốn học thì các bạn hãy để lại comment ở phía bên dưới. Mình sẽ làm một video nếu có nhiều người yêu cầu. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng widget này. Cách tạo widget thì mình đã hướng dẫn trong video ở đường link phía trên. Các bạn có thể xem nha. Và cuối cùng, đây là template mà mình đang thực hiện. Dự kiến sẽ ra mắt sớm trong thời gian tới. Với tính năng mới này thì mình cũng cập nhật thêm một công thức dùng để theo dõi tiến độ của một period cycle. Các bạn có thể thấy khi mình thay đổi ngày bắt đầu thì cycle ring và period tracker cũng thay đổi theo. Nếu bạn nào quan tâm template này thì các bạn có thể comment email của bạn vào đường link bên dưới. Mình sẽ gửi một code giảm giá 50% cho các bạn đăng ký sớm nhất. Cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy các thông tin mình chia sẻ là bổ ích, hãy nhớ nút like và share nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn.